Rồi, xin chào các bạn. Bữa nay mình làm mấy cái lọt ếch để đặt ếch các bạn. Mùa mưa tới rồi, mình xong cái bu cai lọt ếch. Đây mình rảnh mình làm bốn cái rồi. Làm lọt ếch nè. Đây mùa mưa tới đông nước ngập mà mình đem ngoài đặt và làm bộ đặt ếch cho các bạn xem luôn. Rồi bây giờ mình làm hết rồi, mời các bạn cùng xem nha. Mm-hmm.
sắp đến rồi mình làm cái lợp hết trước, chọn mưa nhiều quá mình đem ra ngoài đặt. Mình làm theo anh em trên mạng chia sẻ đó, mình làm theo mà không có đẹp hơn người ta. Người ta làm không có đẹp hơn, làm cái hộp này đẹp hơn. Cái hộp mình đi làm không có đẹp hơn. Chợ chu nó gà luôn. Rồi mình thanh cơ cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ.